Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Đảo Kho Báu. Và ok, hôm nay thì có nhiều sự kiện diễn ra trong ngày hôm nay lắm anh em à. Thì hôm nay thì có cái sự kiện nữa mà anh em đăng ký tham gia giải Ao Làng Đại Chiến. Ao Làng Đại Chiến thì cái này là dành cho những anh em thể lệ thì bây giờ mình sẽ đọc ở đây đi. Ao Làng Sôi Động tháng 12 đăng ký tại cái form này. Đây, đăng ký tại cái form này. Onta vừa kết thúc thì anh em về đi về đảo trong mùa đông lạnh giá làm Usopp sót lắm. Đi ra đảo anh em, phải ra đảo chứ. Đi ra đảo làm Usopp sót, không để anh em chờ lâu nữa Usopp quyết định ra ngay giải Ao Làng với hàng ngàn phần quà không để hấp dẫn hơn đó. Đây, đợt này Ao Làng là những anh em VIP thường thôi. Thì xíu nữa có thể lệ như thế nào mình đọc bên dưới nha. Thời gian đăng ký là từ ngày 19 giờ ngày 6 tháng 12 đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 nha anh em. Ngày 9 tháng 12 là ngày cuối cùng để mà tham gia. Ngày 10 tháng 12 sẽ bốc thăm xếp đội nè. Thời gian xếp đội hình sau khi kết thúc buổi bốc thăm là 10 tháng 12 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 12 nha anh em. Đó, thời gian thi đấu chính thức là 13 tháng 12 cho đến 16 tháng 12. Thời gian thi đấu là các trận đấu sẽ diễn ra trong 4 ngày, thứ 13, 14, 15, 16. Thể lệ là 64 người chia thành 4 bảng đấu ABCD. Mỗi bảng sẽ chọn ra một người mạnh nhất để vào vòng bán kết. Vòng bảng đánh bo 1 hả? Là sao ta? Đánh bo là sao ta? Mình cũng không hiểu đánh bo cho lắm. Vòng bảng đánh bo không hiểu cho lắm anh em ạ. Này để sau đi. Vòng bán kết người vô địch bảng A sẽ gặp người vô địch bảng B, người vô địch bảng C sẽ gặp người vô địch bảng D. Vòng bán kết, sau đó vòng chung kết hai người thắng cặp bán kết sẽ đối đầu nhau ở trong cái vòng chung kết đánh bo 3. Bo 3 thì rất là giống như là vòng bảng thôi anh em, giống như là dòng vô bo trong, bo ở vòng trong anh em à. Chắc mình nghĩ là vậy. Mỗi anh em sẽ được đăng ký một lần. Việc chọn người tham gia sẽ ngẫu nhiên và trong live stream trực tiếp vào ngày 10 tháng 12, vào ngày mai. Ngày mai là mấy ngày, ngày 8 ta, xa lắm đó. Vào ngày 10 tháng 12, đối tượng tham gia là đối tượng top 1 fanpage sẽ được top 1 tương tác fanpage tính đến ngày 18, tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 sẽ có một suất vào thẳng vòng đấu giải Ao Làng thôi anh em à. Còn top 1 tương tác cúp tính đến 18 giờ ngày 9 tháng 12 sẽ có một suất vào thẳng vòng bảng của giải đấu Ao Làng luôn. Người chơi tham gia trong game Đảo Kho Báu có mức VIP đến thời điểm kết thúc giải đấu từ VIP 8 trở xuống nha anh em. Ê, đợt này toàn những anh em VIP 8, mình vừa đủ điều kiện anh em à, vừa đủ điều kiện, mình hiện tại giờ mới có VIP 7 thôi. Đó, đủ điều kiện tham gia để đăng ký làm sao đăng ký thử xem sao anh em, biết đâu được sẽ có cơ hội vô trong cái vòng được quay dính hay sao anh em, quay dính được vô trong cái giải đấu hay sao. Những người chơi đạt một top 1 tương tác của fanpage group nếu lớn hơn VIP 8 sẽ tự động chuyển xuống những người top sau và tương tự. Ok. Sau thời gian kết thúc đăng ký ngày 12 tháng 12, nếu người chơi có bất kỳ thay đổi nào về đội hình hoặc không xếp đội hình trong thời gian sắp xếp này dẫn đến lỗi phát sinh về tài khoản cũng như trận đấu, ban tổ chức không chịu trách nhiệm về vấn đề này, là anh em không được thay đổi đội hình trong khi mà sau khi cái trận đấu bắt đầu, giống như đợt trước nè, giống như đợt All-Star được rồi, như là có nhiều anh em thay đổi đội hình trong cái buổi chung kết đó, vì vậy mà bị loại trực tiếp anh em à. Khá là đáng tiếc. Người chơi xếp đội hình sau thời gian đăng ký gặp vấn đề phát sinh, ban tổ chức hay không chịu nha anh em, không chịu trách nhiệm xếp đội hình sau thời gian đăng ký là không được anh em. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. Để xem phần thưởng là cái phần hấp dẫn nhất anh em à. Để xem thử phần thưởng là bao gồm những cái gì nha anh em. Phần thưởng là bao gồm những cái gì đây? Phần thưởng top 1 áo polo giải đấu đảo kho báu lộn áo polo đảo kho báu nhân 1 phân cạc trị giá 200k, Sengoku nhân 1 đá đột phá 70.000, đá siêu cấp 50.000, SP trận pháp 40.000, vàng ngọc 40.000, danh hiệu ông hoàng Ao Làng. Ồ, được. Còn top 2 là áo polo phân cạc 100k, đá đột phá 50.000, đá siêu cấp 35.000, SP trận pháp 30.000, với lại ngọc 25.000. Còn cái top 3 tới top 4 là áo, cũng một chiếc áo anh em à. Đá đột phá thì 40.000 thôi.
đá siêu cấp thì 25.000, SB trận pháp 15.000 với lại ngọc 10.000. Còn top 5 đến 64 chỉ cần được vô tham gia là có giải anh em à. Đá đột phá 20.000, đá siêu cấp 12.000, SB trận pháp 8.000 với lại ngọc 5.000. Rồi, còn chần chừ gì nữa? Nhấn đăng ký thôi anh em à. Đăng ký biết đâu được sẽ vô vô được dòng dòng trong, và không win thì cũng có quà, không win thì vẫn có quà đem về anh em à. Và cái sự kiện tiếp theo đó chính là gift code tuần. Hôm nay mình mới nhập cái gift code tuần anh em. Gift code tuần đợt này chắc là sẽ không có bị lỗi giống như tuần trước nó bị sai xíu anh em. Đây, bây giờ mình sẽ nhập thử cái gift code tuần này xem thử như thế nào đây. Ten 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 ao làng. Đây, gift code là ao làng luôn anh em à, phù hợp với lại cái giải đấu ao làng luôn. Tiến tin 300 bia, 300 ngọc, 2.000 đá đột phá. Hôm nay chắc là phải đập vô mớ để mà kiếm bia này kia các kiểu nó mà chơi sự kiện thôi anh em à. Đây, hiện tại thì bây giờ xíu mình sẽ đổi bia hết nấc anh em à. Chỗ nào có bia mình sẽ lấy bia hết luôn. Thì mình sẽ cố gắng chơi full sự kiện đợt này, đợt này nói chung là cũng khá là dễ thở anh em. Trời ơi, biết lâu rồi mình không có vô ạc của mình luôn anh em ơi. Biết lâu luôn rồi. Toàn là vô review ạc của mấy anh em này kia kiểu mà, cho nên là không có vô ạc của mình luôn. Hiện tại bây giờ thì đang có khá là nhiều mấy cái gói nạp siêu cấp này kia các kiểu. Ủa lộn, gói nạp siêu rẻ, lộn, gì đó. Siêu rẻ phải không? Siêu rẻ nhưng mà là siêu cấp. Siêu cấp là ở đây nè. Hiện tại giờ đang có cái gói siêu rẻ. Thì mình cũng chưa có xem nữa, để cái gì xíu mình xem thử là có cái gì mua được mình sẽ mua luôn. À, để mình lên mình xem luôn đi chơi. Xem luôn nha anh em, đảo kho báo. Nạp quả long pháp sư. Ủa trời, nạp đảo kho báo đâu. Cái máy này mình chưa có dùng để mình nạp game bao giờ, cho nên là nó chưa có. Đây, mình chưa có sử dụng để mình nạp game bao giờ, cho nên là nó chưa có nằm ở đây. Mình hay nạp bên máy tính bên kia. Tài khoản xu, hiện tại giờ không còn xu. Gói cực rẻ. Đây, gói cực rẻ anh em à. Thêm bữa có nào bia ngon hay không. 50k được 100 thùng bia nè. Oh, 200 cái siêu mộ lệnh, 100 siêu mộ lệnh vàng à. Ủa sao trong này nó ghi 200 ta. Bùa truy nã 50. Đây, ở sau ngoài này nó ghi là 200 ta. Chắc là sai xíu. Bùa truy nã 100 nè, chiêu mộ lệnh vàng 200. 3k kim cương. Đó, khá là ngon. 1k kim cương 2.000. Chùm dòng dưới này. Gói nạp, ủa cái gói này nó bị lỗi mất tiêu rồi không thấy được. Nguyên liệu siêu cấp 100 chiêu mộ lệnh vàng 50 bùa ghèn siêu cấp 2.500 thùng bia. Ủa trời, 2.500 bia thùng. Ủa phải, bùa ghèn siêu cấp 2.500. Mình tưởng đâu là nó nằm tới 2.500 thùng bia là kinh khủng khiếp đó nè. Thùng bia chỉ có 70 thôi, thùng bia chỉ có 70 thôi anh em à. Đây, nó bị lỗi hình ảnh xíu. Hình ảnh nó bị lỗi xíu thôi. Đây, bên đây. Ồ, 500k, bên đây 100k anh em à, 100k. 200k nè. Đây. Katakugi nữa nè. Ủa Katakugi có một con nữa nè, 100k được một con. Rồi, ok, thì đây là sơ qua về cái gói nạp siêu cấp này kia kiểu xíu. Mình sẽ đăng ký tham gia giải Âu làng chơi nè. Để mình xem được cái ID ở trong này là IE3. Không, chắc là vậy anh em, chắc là IE3 quá. Để xíu mình sẽ đăng ký tham gia. Rồi, bây giờ mình xem thử có gì để mình up đây không đây. Up cái này sẽ lên được cũng khá được chiến đó nè. Đó, lên được thêm khúc lực chiến nữa. Chết đây, hết đây. Không còn gì để up. Hiện tại giờ cái ad của mình chưa có chơi sự kiện thâu tóm nữa anh em à. Hiện tại giờ thì để mình xem thử còn bao nhiêu bia đây, không biết là có đủ chơi không nữa. Lâu quá mình không có vô ad của mình đâu anh em à. 777 thùng bia thôi. Đây, để xem thử hôm nay có cái sự kiện nạp gì nữa hay không. Không biết bữa nay có sự kiện trời, hết ngọc nữa nè. Giảm giá đặc biệt. Giảm giá đặc biệt, mua bia. Mua bia thôi anh em à, mua bia thôi. Xíu nữa là đập vô thêm xíu nữa, kiếm thêm ngọc này kia các kiểu. Kiếm thêm bia luôn, kiếm thêm ngọc, kiếm thêm bia luôn. Hiện tại thì cái sự kiện ui, hôm qua cũng có sự kiện mua bia nữa anh em, mà hôm qua mình không có vô ạc của mình nữa mới ghê chứ anh em. Ôi chết luôn rồi. Không biết là đủ bia để mà có thể chơi full sự kiện thâu tóm nó quỷ đợt này không đây. 160k thì tương đương khoảng cỡ tầm ba mấy 40k, gần 40k ngọc là có thể là quét full được anh em à. Gần 40k ngọc là có thể là quét full được sự kiện thâu tóm được này.
sự kiện đổi đồ nè, tích nạp. Trời ơi, lâu quá không vô chăm sóc à của mình. Rồi, ok, để xem thử. Wow, ít bia quá nè, 50k. Trời ơi, sao bữa nay cái mấy cái gói nạp này kia ít vậy ta? Chết rồi. Đây, 1.500 chia 1.000 bia, có 1.000 bia anh em ơi. Bên đây mình xem thử bên đây. 500 kim cương, 120 kim cương, 1.500 bia nè, 10 cái chiêu một lệnh vàng. Rồi, xong phiên mấy nay lâu quá không vô ạc cho nên là cũng không có xả bia, ở lộn không có nạp này giờ kia vô, không có bia ngọc giờ kia để mà chơi. À, hên đó, đang lúc thiếu ngọc, quay dính phát 5.000 ngọc anh em à. 12.000 đá đột phá. Rồi, 25 chiêu một lệnh vàng. Ôi, vô bia đi, hiện tại giờ đang cần bia. Bia, à, hay thật anh em. Nói vô bia cái vô bia luôn. Vô đá siêu cấp đi, ờ à, trời, vừa mới nói vô đá siêu cấp vô luôn anh em à. Hên nói ta. Rồi, ok, được 36k bia để xem mình xả hết cái thống cái thùng bia này luôn đi. Ê, nhiêu đây được, cũng được khoảng mấy chục ngàn bia nữa. Mấy chục ngàn bia nữa anh em à, được thêm mấy chục ca bia nữa. Đây xíu mình sẽ xả hết cái đống chi một lần bạc luôn cho coi. Sau đó mình sẽ nạp cho mình mua thêm mớ bia nữa. Chắc là kịp anh em. Hiện tại giờ là 70 mấy ca, 74k. Kịp, chắc kịp. Rồi bây giờ mình sẽ xả hết này luôn. Trong này không biết có bia hay không ơi. Bia 20 thùng bia. Mình xả hết 1 triệu mấy điểm ấy luôn. Để dành khá là lâu rồi anh em à, để dành khá là lâu rồi. Trời ơi, bia 20 thùng. Rồi, bia 20 thùng nữa. Ôi, ơi, sao tỷ lệ ra bia, ơi, nãy giờ ra bia hơi nhiều anh em. Mình vừa mới định nói là xong thấy tỷ lệ ra bia gì hết nè. Đây, thêm bia nữa nè, bỏ. Để dành lâu lắm rồi đó anh em à, để dành lâu lắm rồi đó. Đó, bia liên tiếp luôn. Nãy giờ không biết được bao nhiêu thùng bia nữa đây. Ôi, bia đâu hết rồi trời. Sắp hết điểm rồi anh em à, sắp hết điểm rồi. Ồ, rồi, hết điểm. Đây, để xem thử được bao nhiêu thùng bia đây. Ủa, à, được đem 300 thùng bia nữa anh em à, 300 thùng bia. Tròn luôn đăng, vừa tròn luôn. À, 90k bia rồi anh em à, chỉ còn thiếu khoảng tầm 60k nữa thôi. 60k bia nữa. Ok, 60k bia khá là dễ. Mời mua gói nạp siêu cấp thêm được 10k. Và bây giờ mình sẽ kiếm chỗ mình đổi thêm bia. Shop. Chỗ đổi thêm bia. Đây, hôm nay mình sẽ đổi hết bia này luôn. À, mình set up mấy cái nút này kia cho nó dễ đổi xíu. Đây, số... Ôi, số 1 có nè. Mình kéo số 1 lên. Số 1. Số 2. Rồi, ok. À, số 1. Số 2. Rồi, ok, mua thêm còn xu phe chiến khá là nhiều nè. Giờ vô sẽ đổi hết bia luôn. Chết rồi. Đây, 500 điểm mà được có 50 bia, 500 điểm mà được có 50 bia nó hơi mắc một xíu ha. Hơi mắc xíu, kệ đi. Hốt luôn. Lấy bia luôn anh em à. Rồi, ok, xong. Được 99 mấy ca bia anh em à. Để xíu nữa mình sẽ rảnh, mình sẽ xả thêm mấy cái chiêu một lần bạc này để cũng được thêm mớ bia nè. Để xem thử còn chỗ nào kiếm bia nữa hay không anh em. Hiện tại thì bây giờ chắc là không còn chỗ nào để mà kiếm bia đâu anh em. Không còn chỗ nào để mà kiếm bia được nữa. Thôi, 9 mấy ca cũng khá là ok rồi anh em. Nãy mình có 2 mấy ca, giờ lên được 9 mấy ca. Mời, mua thêm nó lại lên được 100k. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là phải kiếm thêm được 50k bia nữa. Kiếm thêm 50k bia nó hơi bị căng nha anh em, hơi bị đuối nha. Đấy, rồi ok. Thôi, mình sẽ kết thúc video đây thôi. Và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về cái tựa game Đảo Kho Báu. Và đừng quên cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực ra thêm nhiều video về cái tựa game mà cho anh em xem. Và mình sẽ kết thúc đây thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.